Tát hữu nguyện, lợi ích của cây cầu huyền mắt phẩm thứ 7 khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh có gì bồ đề sanh tâm động niệm không chỉ là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều pháp thất tốt bắt đầu. Còn hoặc khi gặp duyên sự lọt ác chẳng lành, lại là làm thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng lên trên bụng này, càng nặng thêm lành, càng khôn đốn thêm lành, chân đập lún lút sâu. Những người đó hoặc chập hạnh thiện chi thức đội dừng đá bất cho, hoặc là đội dừng tất cả, vì hạnh thiện chi thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại nhiều đổi người ấy khuyên cáo làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi gây khỏi bụng này đến chỗ đất bằng phẳng gòi, thời cần phải xác hiện đến con đường hiểm xấu ấy đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo đó ác bắt đầu từ mấy mối người đạt đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh quen theo hết chân ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quý vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc che phân lộng và tất tiền giàu, hoặc chi đồng tụng kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát, Đức Di Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là đây một thức được nghe biết cứu theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính nào đó thời đáng lẽ người sao đạo và trước ác đạo, xong vì nhờ thân quý người vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó hãy được rửa sạch. Như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người đó mà tu, vì người chết đó mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể khiến cho người chết đó được con hạng chết ác đạo, được sinh lên cõi trời hoặc trong đời người, hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà cả thân quý hiện tại đó cũng được vô lượng công đức. Vì lẽ trên đó nên đang nói trước Đức Phật Thế Tôn cùng hàng trời gồm tám hữu chúng, người phi nhân vân vân, vừa có lời khuyên bảo đến những chúng sanh như cõi diêm phù đề, ngài lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tới lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tới lễ đó không có một may mắn chi đó cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm khó nặng hơn thôi. Giả sử như người chết đó hoặc là đời trước hay là hiện tại vừa rồi đã chứng đạt phần thánh quả, sẽ sinh vào cõi trời cõi người, nhưng vì bị lúc tâm chung hàng tân quyến gây tạo những nghiệp duyên không lành, cũng làm cho người chết ấy mắc lấy ung lỵ phải đối biện, chậm sinh vào chúng di đạt lành. Huống gì là người chi chết lúc sinh tiền chưa từng làm được chút phúc lành nào cả, đều cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo mà tự thêm bị sao đạo bị trước ác đạo, hàng thân thuộc nhỏ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy càng nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã ba ngày, đồ vật mà người đó mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi thêm một ít đồ vật nữa. Vì vậy mà người từ xứ xa đó càng phải công khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xin xét chúng sanh ở trong cõi diêm bồ đề, con xin xét chúng sanh ở cõi diêm bồ đề ở trong nơi giáo pháp của Đức Phật. Nếu có thể làm việc phước lành chừng bằng sợi lông, một giọt nước, một hộp cát, một hộp bự nhỏ, hoặc chỉ bằng mảy lông, sợi tóc, thời tất cả những chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng giả bạch hỏi: Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế sau, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để quá độ chúng sanh ở mười phương. Ông chắp tay cung kính mà hứa hỏi cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi diêm bồ đề có những chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng thanh quyến hoặc cái lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo công đức cho đến thiết trang cúng dường, làm những việc bày phước lành, thời người chết đó có đặng được lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ còn người mất đều được lợi ích. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi về tất cả chúng sanh ở đời hiện tại và thọ vị ra sao, tương xúc oai thần của Đức Phật mà nó sơ lược việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở đời hiện tại về vị lai lúc sắp mạng chung mà nghe đạn danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, danh hiệu của một Đức Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà gây lấy những tội ác, sau khi người mạng chung, thời hàng thân quyến hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người đó mà tu tạo phước lợi, làm tất cả những việc về thánh đạo, thời cho bảy phần công đức, người chết thuận được một phần, còn sáu phần công đức còn lại thuộc về kẻ thân quyến hiện lo tu tạo đó. Vì bởi vì có trên đó, bởi vì cái trên đây nên những người thiện nam người thiện nữ ở đời hiện tại vừa bị ra sao, nghe lời nói vừa đó, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành, thời đã hưởng chọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thằng hồn vô vọng mịt mờ chẳng gọi là tội hay phước, trong 49 ngày như ngay như điếc hoặc ở tại các ti sọ để biện luận về nghiệp quả, thì khi thẩm định xong, thờ cứ yêu theo nghiệp mà thọ lấy và báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra lần sau đó, thờ đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị sao đạo và trước ác đạo. Thằng hồn của người chết đó khi chưa được thọ sanh, trong 49 ngày luôn ngôn trong ngóng hàng cốt nhiều thanh quyến, tu tạo phước lành thì cứu vớt cho, qua khỏi 49 ngày thời cứ yêu theo nghiệp mà thọ lấy và báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi,
Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián mà bị đọt lại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp. Lại về nữa, này ông chuyên giả, tôi khi những chúng sanh gây phạm tội như thế mạng chung, thời hạn cúng nhiều thân quyến có làm chay để giúp phước lành cho người chết đó, thời khi sắp sửa chưa rồi cùng nước tương ngàn, chớ có đem nước gạo lá rau văn văn cho đến các thứ đồ ăn chưa dân cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước, chớ có đem nước gạo lá rau đổ văn văn đổ vãi ra nơi đất cho đến các thứ đồ ăn chưa dân cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép ở đông được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó chọn không hưởng nước miệng, chọn không được hưởng nước mẹ phước nào cả. Còn nếu có thể kỷ lượng giữ gìn tinh sạch đem dân cúng cho Phật cùng tăng, thờ trong bể phần công đức người chết đã hưởng được một phần. Này ông dân giả, vì thế những chúng sanh được cõi Diêm Phù Đề, sau khi cha mẹ cùng người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu thẳng, thờ những người như thế cả con người mất đều được lợi ích cả. Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời này xong, tại cung trời lâu lợi có số nghìn muốt na do tha quỷ thần đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại hiện vui mừng vâng lời dạy lòng để mà lui ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.